Trong tuần trước, top 6 thí sinh xuất sắc nhất của bước nhảy ngàn cân đã cống hiến một đêm trình diễn tuyệt vời, những cảm xúc thăng hoa, những giọt nước mắt hạnh phúc, những nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng. Toàn nghĩ những cái bài mà mình coi mình hết cả hồn. Dù phải dừng cuộc đua, nhưng Trà My đã để lại rất nhiều ấn tượng cho ban giám khảo. Trong tuần này, thử thách dành cho top 5 sẽ chứa đựng những bất ngờ, kịch tính đến nghẹt thở, căng thẳng từng phút giây. Đó chính là đại chiến ẩm thực. Và đương nhiên, lợi thế đang nghiêng hẳn về các đối thủ nhỏ nhưng có võ. Trên bàn ăn là như vậy, thế còn trên sân khấu bước nhảy ngàn cân thì sao? Ai sẽ bùng nổ và tỏa sáng? Ai sẽ khuất phục trước sức mạnh ngàn cân? Câu trả lời sẽ có ngay bây giờ. Đang theo dõi chương trình bước nhảy ngàn cân, Dance Your Fat Up. Hãy cùng chào đón MC Trấn Thành. Quý vị và các bạn vừa đến với tiết mục mở đầu qua phần trình diễn của biệt đội bước nhảy ngàn cân. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt thưa quý vị. Vâng, và một lần nữa Trấn Thành xin được chào đón toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình bước nhảy ngàn cân, Dance Your Fat Up. Và tiết mục mở đầu đã mang đến cho chúng ta một không gian tươi vui, rất là đồng giao cùng với các bạn tài năng nhí. Xin chào đón cặp đôi đầu tiên, Quang Duy và bé Gia Hào, Thục Ân và bé Kevin, Thanh Huyền và bé Ngọc Diệp, Minh Hiếu và bé Thảo Vi, Nhất Thống và bé Đông Nghi. Năm cặp đôi ngày hôm nay sẽ tham gia biểu diễn thật là tuyệt vời để mang đến cho chúng ta những bài biểu diễn lạ mắt chưa bao giờ được xuất hiện trên sân khấu của bước nhảy ngàn cân. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đầu tiên sẽ là phần dành cho các bạn nhỏ. Năm bạn ngôi sao vũ công nhí sẽ biểu diễn với năm bạn thí sinh. Và sau đó thì phần thứ hai các bạn sẽ nhảy lại với huấn luyện viên của mình và các bạn sẽ biểu diễn với chủ đề là ma quái rùng rợn. Như vậy thì chúng ta có hai phần rõ ràng. Phần nào cũng sẽ có điểm từ ban giám khảo. Và cuối cùng chúng ta sẽ cộng với lại điểm giảm cân để ra được tổng điểm dành cho các thí sinh. Ai là người thấp nhất sẽ phải chia tay với cuộc thi trong tuần lễ này. Đêm nay hứa hẹn sẽ là một đêm bước nhảy ngàn cân rất nhiều màu sắc. Còn bây giờ chần chờ gì nữa, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón ban giám khảo. Xin chào đón giám khảo John Freedom, giám khảo Hồng Vân và giám khảo Việt Hương. Hôm nay tôi thấy như chị Việt Hương tự nhiên có cái nơ trên đầu mà ở dưới có kim tuyến nữa, giờ y như cái gói quà Hàn Quốc vậy đó. Dễ thương quá. Tại hôm nay có con nít, cái gì mà có con nít á mình tạo cái sự gần gũi, dễ nhìn, dễ chịu.
Có nghĩa là hết hôm nay rồi mới khó lại phải không? Khó lại. Phải hiền cho tới. Hôm nay chúng ta hãy gọi Việt Hương là kẹo ngọt. À, kế bên kẹo ngọt có một chiếc bánh croissant nhỏ nhỏ dễ thương đấy. Thế à, mời chị bánh croissant chia sẻ về cảm xúc hôm nay khi mà gặp gỡ các bạn tài năng nhí ạ. Thí sinh nhí bữa nay là hơi bị áp đảo đó nha. Tại vì mấy bạn nhí năng lượng quá phải không chị? Năng lượng quá. Biểu diễn tinh thần rồi thần thái rồi quá tốt. Chúng ta đã một có viên kẹo candy Việt Hương, có bánh croissant Hồng Vân, thì cái bên là cái dĩa cốm dẹp. Dạ. Tại vì mình về với dân gian. What's cốm dẹp? Dạ, giòn rai đó. Giòn rai á. Ok. Đó, bây giờ cốm dẹp và phát biểu đi. À, hôm nay mấy bạn thí sinh của mình sẽ thi hai bài. Một cái cảm giác mới và một cái áp lực rất là lớn. Tại mấy tuần trước mình chỉ cần lo về một bài thôi. Và mình phải nhớ thí sinh của mình không phải là dancer chuyên nghiệp. Mình sẽ xem ai làm tốt. Dạ vâng. Và có một cái điều này nữa. Theo tôi nghĩ nó cũng là một cái điều khó khăn. Đó là họ phải làm quen với một cơ thể mới. Hôm nay là tuần thứ 9 rồi. Họ đã giảm đi khoảng mấy chục kilo trên cơ thể. Bây giờ cái động tác của họ nó cũng phải hoàn toàn khác. Thành thử ra thưa quý vị, hôm nay người nào biểu diễn tốt nhất sẽ vào vòng trong. Và ai có số điểm thấp sẽ phải chia tay với chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vài phút trước khi đến với những phần thú vị của chương trình. Xin quý vị đừng chuyển kênh nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Bước Nhanh Ngàn Cân Dance Your Fat Off. Bây giờ thì phải hỏi một tí là chị Hồng Vân, trong tất cả các thể loại nhảy, chị Vân thích nhất là bộ môn nào? Trời ơi, nhìn già vậy đó, thấy mấy em nó nhảy cái hip hop á, thích lắm. Oh my god. Thiệt, thề luôn á. Là thích hip hop. Candy, Candy mê gì? Đương đại, ngược với chị Vân. Ờ Tại đó thấy nó cảm xúc nhiều. Mình hoành tráng là mình sẽ làm nghệ thuật đúng không? Nhảy hình tượng, thí dụ nhạc lên rồi chim em, công. Em đừng có tả thành. Dạ. Tại vì em không có biết đâu, đứng ở dưới đây nhìn lên ghê lắm. Dạ ok, hiểu em hiểu rồi. Em nói được rồi. Còn thí dụ buồn là thí dụ những người mẹ, những người con trong gia đình. Thôi hoành tráng đi. Hoành tráng ha. Ok. Tại thấy ghê quá thì đang cảm giác một cái hình gì đó mà em làm ghê quá. Em hiểu mà. Cha giờ bình thường ông Joan, ông ba lê giờ ông thích môn gì? Jazz. Thích jazz. Thích jazz. Cái đó cũng sở trường của Joan mà. À ok, thì jazz đương đại. Rất là huề vốn trong vòng khu vực đó không à. Thưa quý vị, bây giờ mới là các bạn nhỏ biểu diễn đây. Cặp đôi đầu tiên là một cặp đôi đúng với cái hình số 10. Đây là một cậu bé rất là nhỏ nhưng mà cậu ta nói chuyện với một thái độ người lớn nhất có thể. Mang đến cho chúng ta câu chuyện về hai nhân vật đặc biệt trong hai bộ phim hoạt hình. Đó là Tarzan và Maleficent. Nói đến đây, chắc quý vị và các bạn sẽ ngồi thắc mắc, hỏi là Tarzan với cái bà Mã Lệ Phi Xuân đó liên quan gì mà ráp hai người đó vô nhau. Dạ thưa quý vị, họ có một mối quan hệ mật thiết mà đến ngày hôm nay các nhà khoa học chưa chứng minh được. Chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân biết được điều đó. Maleficent và Tarzan giống nhau ở chỗ họ đều ở trong rừng. Thưa quý vị, hãy chào đón Thục Ân và bé Kevin, một cậu bé lai ba dòng máu. Oi tụi tôi muốn đeo sơ keo phi nghe bài ôi tôi quên. À để em dịch cho. Ủa mà con nói gì? Con nói là xin chào. Con tên là Kelvin và con 8 tuổi. Lần đầu tiên con gặp cô Ân vì con thấy rất là sợ. Tượng đầu tiên về bé đó là rất là chớp, đẹp trai, mặt lai lai, tay tay, rất là dễ thương. Con thấy con chất thôi, con không thấy con đẹp trai. Con thấy cô Ân rất là hiền. Rất là nhiệt tình và rất là giúp đỡ em rất là nhiều. Con muốn thành giống thầy Phước. Thầy Phước rất là đẹp trai. Khi mà tập cô Ân bưng bê con làm cho con té mà có thầy Phước với thầy Minh đỡ nên con không sao hết. Lúc mà Tarzan đang đói bụng, Maravi dành cho Tarzan ăn nên Tarzan rất là vui và Tarzan và Maravi dành quẩy. I'm
sống đơn giản như vậy thôi. Lang thang văn hóa ẩm thực con người chẳng ai ăn ngon không thiếu, tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu, thì từ xưa đến nay không quan trọng hóa bằng không cần nghĩ miêu. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là thật vui 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 qua đi. Thơm 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 qua đi. No 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 qua đi. Ngon 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 ngon. Hôm nay em ăn cho thật đã đầy. Một tràng vỗ tay. Anh nói thật với em nha, là anh rất là thấy em có thái độ hip hop nha, cực kỳ nhanh nhẹn luôn. Con ơi, con tên là gì? Con tên là Kelvin. Thế tên tiếng Việt của con là gì? Tên tiếng Việt con là Vin. Là Vin hay là Vin? Vin. À Vin hả? Vợ in Vin hả? Vậy con họ gì? Huỳnh Alves. Huỳnh Alves. Thì ý, vậy là nè, chú Thành cũng họ Huỳnh luôn. Chú Thành tên tiếng Anh cũng là Kelvin luôn. We are the team. Ok baby. Yeah. Con có thể nói được English không? Dạ được. Con khen hôm nay cô Việt Hương đẹp quá, con nói gì sao? You is very nice. Wow, thank you so much. Con có nói là cô Hồng Vân hôm nay cô rất là ốm, con nói gì sao? Today you very not fat. Oh, very thank not you, fat. Thank you, not fat. Thay vì nó nói là very thin, nó nói là you very not fat. Còn con hỏi là hôm nay chú Huy mặc cái áo đẹp quá, con nói gì sao? Today you wear the t-shirt very nice. You dance very well. Yeah. Con thấy partner của con nhảy có được không? Dạ, cái chị này nhảy rất là giỏi và sung. Rất là giỏi và sung. Ok. Cảm ơn Kelvin. Đã, đẹp trai mà còn hợp cái vai là tóc con dài dài vậy nè. Xong uống quăng quăng lên, cô cứ nhìn con. Đây nè, nói chị nghe cái này mới chết nữa nè. Tóc xoăn tự nhiên chứ không phải đi uống cho tiết mục. Trời ơi, mới chết. Cưng quá à. Năm nay con nhiêu tuổi? Con 8 tuổi. Trời ơi, con gái cô Hương 7 tuổi. Thôi được rồi. Đó, suy nghĩ đi. Thôi, con ta tôi. Chuyện nào ra chuyện đó. Giờ em lo con rể em tới nữa nè. Cưng quá à. Nhưng mà Ân hôm nay động tác giống như là một cái người vũ công mà bị bự, chứ không phải ục ịch như lúc đầu. Cái động tác mà cặp với con đó là con là nó nuốt. Lo lắm nhưng mà hôm nay Ân làm được. Tại sao nãy em hỏi tôi trước? Quên, bên kia có bí ngô nữa. Trời đất ơi, tôi chết. Gái hơn hai nhì trai hơn một đó em à. Trời ơi, bí ngô nhiêu tuổi chị? 10. Nhất gái hơn hai, bên đó 10, bên đây 8, nhì trai hơn một. Bên này co hơn con chị một. Nhì đi, đừng có nhất. Quá trời. Nói vậy thôi, các cô chú chọc con một chút xíu thôi Kelvin. Bởi vì con quá handsome. Cái mà mình làm được ngày hôm nay là mình đã giúp cho partner của mình tỏa sáng trong cái tiết mục mà mình vừa mới hỗ trợ. Thank you con. Mời John. Trong cái tiết mục này thì mình thấy là dễ thương. Ý tưởng trong bài này nó cũng thú vị và lạ. Mọi thứ em làm trong cái bài này em đã làm tốt. Nhưng mà đến cái vòng này anh muốn em nổi bật một tí xíu nữa nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cho điểm của ban giám khảo. Mời chị Diệp Hương. Chị Giang. 8. Và John. 8. Rất là tròn trĩnh ha. 3 số 8 thưa quý vị. Đây là một khởi đầu khá tốt. Chúc mừng hai bạn. Quý vị và các bạn thân mến, và tiếp theo sẽ là câu chuyện cổ tích được nhiều người biết đến nhất. Đó là câu chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng. Sẽ được biểu diễn bởi Đông Nghi và bạn Nhất Thống. Con tên là Trần Đông Nghi. Con sẽ nhảy với lại chú Thảo. Lần đầu tiên con gặp chú Thống thì con thấy chú Thống làm như là người khổng lồ, coi như là một con kiến vậy. Nhưng mà tập thì chú Thống làm một cái động tác gì đó là con đập cái đầu xuống đất nên nó không sao cho lắm. Giờ con còn đau không? Dạ không.
Xin lỗi con. Chú Thống làm sai cái động tác thì cái vai thì chú Thống phải hạ xuống, mà chú Thống cứ vậy hoài à. Sao không thấy cái cổ? Lúc mà tập con đổ mồ hôi là chú Thống toàn rút khăn giấy ra mồ hôi cho con mà xài riết hao giấy quá. Bụng chú Thống bự hơn con dựa vô cái bụng của chú Thống thấy mềm lắm. Trời đất ơi, bà Bạch Tuyết kìa. Con mấy tuổi? Dạ con 6 tuổi. Một ngày con ép dẻo bao nhiêu lâu mà cái giò con dẻo dữ vậy? Dạ con đi học ép dẻo. Câu trả lời của con liên quan câu hỏi chú á ha. Chú hỏi ngày ép dẻo bao lâu á con? Con không có tập ở nhà mà con chỉ anh hai con. Con học ở trường hả? Dạ không, con học ở trường Múa Thành Phố. Con tập với cái chú này nè, có hợp với con không? Con cũng chả biết hợp hay là không nữa. Con có thích chú không? Dạ thích. Thích chỗ nào? Con thích cái bụng của chú, do nó nằm nó ngủ nó êm. Dạ thưa quý vị, thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cháu, tôi biết được tâm lý của cháu nó rất là đơn giản. Dạ, nhờ người bạn này mà cháu nó có thêm một phương tiện nghỉ ngơi. Đó là cái bụng. Dạ, dạ. Tôi mới thấy được cái thái độ của Trấn Thành. Kể như là dưới màu bé Đông Nghi là 5-7 phần luôn, chứ không phải là 1-2 phần. Trấn Thành có con là tôi coi ảnh dưới màu cỡ nào. Mới có Đông Nghi thôi mà đã cất chú Trấn Thành rồi. Nói câu nào là chỉ có núp vô cái bờ dai bé nhỏ thôi. Mà chứ em đố chị em thích trai hay gái? Gái. Yes. Trời ơi, em mà để con gái, trời đất ơi, tôi diện cho con. Mẹ bớt lại bàn chuyện con em lại. Thôi thôi, tiếp về là chương trình đi. Nãy bàn chuyện con chị thì em nói. Chị ngộ quá, chị đẩy qua con em. Mà chị cũng kỳ nữa. Nãy bàn con em chị nói tùm lum, sao bàn con Trấn Thành chị không nói. Tôi mệt mỏi, thiệt chưa có cái số nào tôi mệt mỏi như cái số này. Tôi nói thiệt luôn. Làm gì mệt mỏi? Chuyện con người ta tới đây ta hỗ trợ cho tất cả các bạn thí sinh đó, mấy người dựa dẫm như chuyện đó, mấy người nói chị chuyện dựa thì chị cũng nói là nhất trai. Mấy người đòi kén rể rồi mấy người đòi sanh con. Chị ngộ quá, chị lớn thì chị cản hai đứa nhỏ lỡ chị cũng ngồi chị nghe. Không có cái vấn đề nghe nói cái gì, tại vui mà. Không biết sao chị nhìn Đông Nghi chị tưởng tượng em hồi nhỏ y chang vậy, có không? Em cũng cao được thiệt, em cao được vậy. Ngộ biết vậy nhà đó. Mẹ cao không? Con gái con để cái chân từ đây mà để không lên đầu được không? Được chứ. Con thử coi. Dở con đứng dở dọc lên. Yeah. Trời đất ơi.
con làm cái một. Mê quá à. Phải coi thằng Thống, phải coi thằng Thống nha. Không có được coi bé Nghi nha. Mà cứ coi không à. Mặt thái độ y như bà Phù Thủy vậy. Mặt dễ thương lắm. Nhưng mà em biết sao không? Càng về sau kỹ thuật của em không có như hồi đầu. Chặt cái tai ngon lành, mặt biểu cảm tốt luôn. Nó không phải bạch tuyết mà nó mém gì bạch tuộc. Nghi nó cười. Chị nói lén gì em đi chị Vân. Chị Vân sao chị? Gì? Giận á. Giận á. Giống như Hương nói hết rồi á. Đứa đầu tiên á thì... Thôi em về chị. Thì nó mời nhỏ này trước. Em về này. Cái đứa thứ nhì á thì nó dành, nó nói trước, nói hết rồi còn gì đâu nói. Em không mời gì đâu, tại ba nhà. Tại em nhào với Hồng ta thôi chứ ai mời em chị ơi. Thì thôi, thì đó nói hết những gì mà tôi với anh John tính nói rồi. Vậy chị ráng kiếm cái gì chuyện về chuyện con chị nói tiếp đi. Nói nghe nè, ngày hôm nay á, đúng là các bạn thí sinh á, có những cái người bạc nơ quá giỏi. Tiết mục thì dễ thương, hay. Nhưng mà bản thân mình bị lu mờ trước các em. Thành ra là những bạn thí sinh của mình phải cố gắng hết sức. Dạ vâng. Còn John thì sao? Có rất là nhiều đẹp trong cái bài này nhá. Mấy cái bưng bê lúc bé Nghi đá cái chân đi qua đi lại. Xong sạc chân xong đi qua. Rất là đẹp. Nhưng mà cái đó là cái đẹp đến từ bé Đông Nhi. Hôm nay cái động tác của em nó thiếu cái sức mạnh. Nó không có chất. Nha. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ rất là thật của giám khảo John Huy Trần. Điểm hôm nay dù gì đi nữa cũng là điểm cộng hưởng. Dạ vâng, thì hy vọng là bé Đông Nghi với cái sự dễ thương của bé cũng sẽ kéo kéo lại được cho tiết mục. John bao nhiêu điểm ạ? 7 điểm. Chị Hồng Vân, 8 điểm. Và chị Việt Hương. Oh my god, 9. Chúc em may mắn hơn ở phần 2 nhé. Cố gắng lên. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ 3, cũng là một câu chuyện hoạt hình. Câu chuyện về cậu bé người gỗ Pinocchio. Và chúng tôi xin mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ Gia Hào và Quang Duy. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Gia Hào, năm nay mình 10 tuổi. Đây sẽ là bạn nhảy của mình trong tuần này. Yeah. Có một ý thức tập và có một cái trí nhớ rất là tốt. Lúc mình quên bài và Hào còn phải chỉ lại rất là nhiều. Khi mà tập thì anh Nhi hay là kiểu bị yếu. Hai em có một điểm chung là rất mê chơi điện tử. Tuần này con sẽ là vào vai nhân vật cậu bé người gỗ. 5, 6, 7, 8. Cậu bé gỗ bị mũi dài là mỗi lần cậu ấy nói dối một lần thì mũi của cậu ấy dài hơn một chút. Từ đấy là Hào có nói dối lần nào? Dạ không. Dạ không. Now look at you walking in here looking all pretty and angry and mean and good. I know you didn't get your head done, so you could just sit down and just sit still. Hey, we should have a good time tonight. Let's go, baby. Let's go, baby. It's my birthday. No, it's not. But I still look good, though. Hot, cold, hot. Ow. I bet you want an autograph. You and your fans. Gotta do it in the penthouse. That's why I keep my skin. Throw some perm on your attitude. Girl, you gotta relax. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho hai cha con Pinocchio.
Trời ơi, cái bạn này ổng như ổng nhách y như cậu bé người gỗ thiệt ấy. Đây là một tiết mục vừa rồi mà Trấn Thành thấy là về cái độ đẳng cấp về chuyên môn rất là cao nha. Một bài có locking, có popping, rất là nhiều những động tác khó của hip hop. Một tràng pháo tay chúc mừng cho Quang Duy thưa quý vị. Cho em nói trước rồi không? Hip hop là chị. Chị dịu lại xíu. Bây giờ em nhường cho cái bánh da lợn chính diện. À không. Dạ, bánh da gato. Duy à, nếu mà không vì con á là cô đứng dậy cô bỏ về đó. Trời ơi. Cô quá thích con Duy ơi. Đây là tiết mục mà cô không bị phân tâm bởi partner của con. Cô hoàn toàn tập trung vô con. Cậu càng vỗ tay thưa quý vị. Tôi nghĩ đó là một lời khen rất là từ đáy lòng của cô giám khảo Hồng Vân luôn đấy. Xong chưa chị, tới em. Cái gì vậy? Con câu à. Một vậy. Thôi cô nói vậy là con đủ hiểu rồi ha. Em mời chị. Đối với chị Kiều Cương á, ba tiết mục mà cái tiết mục này đúng thiệt là chị không hề lo tới bé Gia Hào. Hôm nay em xuất sắc. Con nhìn ba cái con người đó con sợ ai nhất? Dạ con sợ cô Hồng Vân. Trời đất ơi. Trời đất ơi, nói chi cho mắc cỡ cho biết. Cô Hồng Vân làm gì đâu mà con lo cô? Dạ con cũng không biết nữa. Tại chưa quen cô bao giờ đúng không? Đúng không? Chưa bao giờ gặp cô đúng không? Thấy cô nghiêm quá. Thấy cô nghiêm quá. Cho nên con nghĩ là cô khó đúng không? Thực ra là cô hiền hơn mẹ Hương nhiều lắm. Em nổi cho em nổi cho gà chị nha, chị nha. Dạ em nổi cho gà đó thiệt á. Đây là một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo. Vì Duy, sở trường của em đúng không? Em là một popper. Và Hào, con cũng tập popping rất lâu. À, cũng không biết nói gì nữa. Cái này là một cái bài mình đang mong chờ từ đầu hôm nay. Đến giờ dễ thương nè, đẳng cấp nè, có kỹ thuật nè, rất là tuyệt vời. Như vậy, nói ra đây là tiết mục chất lượng nhất yes. cho đến thời điểm hiện nay. Yes. Như vậy thì tôi nghĩ điểm số cũng sẽ chất lượng. Chị Việt Hương, 9 điểm. Cái cô giám khảo mà vừa khó vừa hiền ơi, bao nhiêu điểm ạ? À? Xin mời giám khảo John Huy Trần. Bài này rất là xứng đáng. Một tràng pháo tay chúc mừng cho Quang Duy và cậu bé Gia Hào. Hai bạn quá xứng đáng. Thưa quý vị, sau tiết mục tuyệt vời vừa rồi, chúng ta tạm nghỉ giải lao trong vài phút với nhiều tiết mục thật thú vị đang chờ đợi quý vị ở phía sau. Đừng chuyển kênh nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thôi. Xin được chào mừng toàn thưa quý vị và các bạn trở lại với Bước Nhảy Ngàn Cân. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ba tiết mục mở đầu của chương trình nhưng mà họ đã biểu diễn một cách rất là chất lượng. Đó cũng là áp lực cho hai bạn thí sinh còn lại. Và tiếp theo sẽ là câu chuyện về một gã quái vật khổng lồ và một bé tí hon. Chúng ta hãy xem họ mang đến câu chuyện thần kỳ gì nhé. Hãy chào đón hai người bạn Thảo Vi và Huỳnh Minh Hiếu. Yeah. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Thảo Vi và con 10 tuổi. Lần này mình sẽ nhảy chung với lại bé Trúc Vi. Thảo Vi. À, ở nhà thì mình chỉ có cháu trai thôi. Cho nên lần đầu tiên khi mà gặp bé Trúc Vi mà lại... Thảo Vi chú. Cho nên lần đầu tiên khi mà mình gặp bé Thảo Vi thì mình rất là thích. Người bị la nhiều nhất, con chưa bao giờ bị la hết. Lần đầu tiên con gặp chú Hiếu, con thấy chú Hiếu rất là trầm tính, ít nói chuyện với mọi người. Chú Hiếu cũng hay bị quên bài, quên nhạc. Có những lúc mà chú Hiếu quên bài là chú Hiếu luôn hỏi con. Mình cảm thấy rất là mắc cỡ, cảm thấy rất là thua cái em. Cái chủ đề của bài này là chú Hiếu sẽ lại hù con, nhưng con không sợ, con hù ngược lại chú Hiếu. Circus,
face and open a nice broad face and a nice hip. Make man flip and first game lift. Rumanian nice and energetic. Big ship on the ocean got a big ass in it. Whoa! I like no more but more but. I like no more but more but. I like no more but more but. Yes! Makeup, original cute body, make a man more than cute. You don't need no makeup. Original cute body, make a man more than cute. Physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit, woman. Physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit, woman. Three, two, one. Thưa quý vị, phần bê đỡ quá thuận lợi cho bạn Hiếu. Bạn ấy bưng bé lên như cầm một tách trà, nhẹ nhàng thưởng thức cho một buổi chiều tà nắng xế. Thì em duyên dáng quá, chiều tà nắng xế. Nắng xế là chiều tà đó em. Dạ thì nói vậy cho có cái đi nói đó chị. Thì bởi mới dễ thương. Chị thấy tiết mục như thế nào? Những cái chỗ mà bưng bê nó tạo ra cái cảm giác dễ thương là đến từ khách mời. Với cái tiết mục này thì Hiếu chưa có vượt qua được bản thân mình so với tuần trước. Con thích chú Hiếu ở chỗ nào? Dạ con thích chú Hiếu ơi, chỗ chú Hiếu bưng bê rất là chắc nên con không sợ gì hết. Con học múa được bao nhiêu lâu rồi, học nhảy được bao nhiêu lâu rồi? Dạ con học nhảy được 5 năm. Con nghĩ là chú Hiếu nhảy giỏi chưa? Dạ con thấy chú Hiếu nhảy có nhiều động tác là chú Hiếu hơi lỏng. Rồi cảm ơn con gái nha, con rất là chân thật. John có nghĩ vậy không? Chính xác. Bé Thảo Vy nhận xét rất là đúng. Cái động tác trong cái bài này nó không có quá khó. Bắt buộc nó phải chắc hơn và mạnh hơn. Mà lúc nãy thái độ, cái gương mặt hợp lý lắm. Cái lúc mà làm cái động tác mặt ngơ á, thấy thương nó miệng hở luôn, méo hoàng bên đàng hoàng. Xong rồi sau đó là vui vẻ tăng động trở lại, là cái mặt vui lên. Lúc nào Quỳnh Minh Hiếu bước ra thì cái mặt biểu cảm nào cũng tốt cho từng cái nhân vật. Riêng tiết mục của Minh Hiếu là vì Khương nghĩ ở cái phần giải trí và đáng yêu. Bây giờ sẽ điểm số từ ban giám khảo. Xin mời giám khảo John Huy Trần. 7 điểm, 8 điểm và chị Việt Hương 8 điểm. Như vậy là tiết mục này không đạt được số điểm cao như mong muốn, nhưng mà hy vọng là bạn Huỳnh Minh Hiếu sẽ cố gắng nhiều hơn trong cái tiết mục thứ hai. Cảm ơn Huỳnh Minh Hiếu và cảm ơn Thảo Vy. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ sẽ là một câu chuyện 101 con chó đúng. Một trong những bộ phim hoạt hình mà rất là được các bạn nhỏ yêu thích. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Thanh Huyền và Ngọc Diệp. Con 6 tuổi. Con có thích cô không? Dạ thích. Thế vì sao con lại thích cô nhỉ? Con thấy cô Huyền dễ thương, xinh gái. Cô Huyền lớn hơn mà cô Huyền bắt bài hưa con nha. Đúng rồi, trời ơi, xấu hổ quá. Diệp cũng hướng dẫn mình rất là nhiều, và đặc biệt là về độ máu lửa để nhảy. Thì đặc biệt là bé rất là nhảy những động tác rất là mạnh, và cảm thấy là cái lửa trong người bé Diệp luôn luôn có sẵn. Cô, chừng nào cô đậu chương trình này cô dẫn con đi ăn nha. Cô sẽ dẫn Diệp đi ăn tất cả những món con thích. Thế con thích nhất món gì nhỉ? Gà rán. Đúng món cô thích đó. Mà cô Huyền ăn mập lại thì năm sau cô Huyền thi lại trip để gặp lại được con. Cruella, Cruella.
Con mấy tuổi rồi? Dạ con 6 tuổi. 6 tuổi hả? Con nhảy với cô Huyền có vui không? Vui hết sảy luôn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cái bài hát chính trong bộ phim 101 Trái Đốm luôn. Với cái vai chính là cái bà phù thủy tên là Cruella De Vil. Vâng. Và cái chân sao bị chị? Gì? Chân bị gì mà quá trời thâm tím bầm dập vậy? Dạ, đó là thành tích nhảy múa đó chị. Nếu như nhiều người khác gọi đó là vết bầm thì đối với Vũ Công đó là thành tích nhảy múa. John thấy cái bài này rất là vừa phải nhá, vừa phải, câu chuyện rất là hay, cái cảm giác của mình cũng hơi trung bình nhá, không có gì rất là sai với cái bài này, nhưng mà anh nghĩ là không sao nhá, tại mình còn thêm một bài nữa. Cảm ơn John. Chị Vân thấy sao ạ? Bản thân Huyền là ngày hôm nay là thấy là tụi là người ốm mà đứng kế anh Trấn Thành là thấy xứng. Chị nhìn cái cổ, chị không có nhìn cái mặt. Không, nói với chị Hồng Vân như vậy mặt là ốm rồi. Mà em cũng biết tại sao mà tới giờ này chị Vân cũng chưa xuống ký mà thí sinh xuống hết rồi. Xuống sao không xuống? Ai nói là không xuống vậy? Chị Hương chỉ làm sao vậy? Hả? Cô xuống 3 lạng. Xuống hả? 3 lạng. Trời đất ơi. Trời đất muốn ơi. Muốn nói cho vui anh giám khảo. Dạ. Bỏ. Chị Hương thì thấy sao dạ, chị? Trời ơi nè, bé nó nhảy dễ thương, tăng động chị Vân. Uống phân ngửa luôn à. Hôm nay là chị ngang ngửa với Thanh Huyền luôn đó chị. Thì bởi em có tưởng trời xanh một cặp ấy. Trời ơi, hai người này đã một cặp rồi, hai người này cũng một cặp luôn. Lúc mà bước ra, thấy con chó đốm là chị biết ngay là thế nào, em cũng lột da. Nhưng cuối cùng chị bị lột da ngược lại, bò ra, đó, chị chịu quá. Tại chị thích coi cái này lắm. Chị chỉ nghĩ là tiết mục sau, kỹ thuật biểu diễn phải nâng lên xíu nữa. Bây giờ chúng ta cho điểm. John, 8 điểm. 8. Xin mời giám khảo Hồng Vân. Tại vì đáng lý ra thì Huyền không thể nào mà bằng điểm của Duy được. Nhưng mà tại vì đối với Duy á, là thật lòng chị rất muốn cho 10. Nhưng mà chị muốn á, là Duy phải có cái gì để phấn đấu. Thực lực là em chưa được có con số này. Đó, nhưng mà ở đây á, chị muốn cho em con số này để em phải phấn đấu nữa. Em phải để cho nó đúng với số điểm mà chị cho em. Cảm ơn giám khảo Hồng Vân. Chị Hương thì sao? 8 điểm. Chúc mừng cho Thanh Huyền, thí sinh thi cuối nhưng mà điểm rất là tốt nha. Cảm ơn con rất nhiều nha Ngọc Diệp. Cảm ơn con. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa theo dõi 5 tiết mục đầu tiên của chương trình, đó là phần 1. Và chúng tôi sẽ quay lại sau vài giây giải lao. Quý vị đừng chuyển kênh nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với bước nhảy ngàn cân Dance Your Fade Off. Chúng ta vừa theo dõi phần đầu, đó là phần biểu diễn với lại 5 bạn tài năng nhí. Và bây giờ sẽ là phần 2. Các bạn thí sinh của chúng tôi sẽ quay trở lại với những huấn luyện viên quen thuộc của mình để mang đến một chủ đề mà tôi tin chắc rằng sẽ làm quý vị thổn thức. Và những ai sợ sẽ rùng rợn, sợ những gì đó ma quái thì quý vị cứ ngồi yên đó, mọi chuyện từ từ. Tiết mục đầu tiên với sự trở lại của Thục Ân và huấn luyện viên là Hữu Phước của mình, họ sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện về một bộ phim đoạt được doanh số 180 triệu đô chỉ trong 3 ngày công chiếu đầu tiên. Đó là câu chuyện của bộ phim It và chú hề Pennywise. Xin chào đón Thục Ân. Em chưa 18. Chị nghĩ là em sẽ được đi sâu lắm á, tại vì em nghe nhạc tốt lắm, năng lượng em tràn đầy. Cái biểu cảm trên cái gương mặt cô em anh rất là thích. Rất là hay, rất thích bài này. Với cái biểu cảm, với cái diễn của em, hôm nay em lại một lần nữa xuất sắc. Rất là thích và anh luôn luôn thích cái phần biểu cảm trên cái gương mặt của Ân rất tốt. Những cái ca khúc á, những điệu nhạc nó rất hợp với em luôn. Rất là hợp với cái tiềm ẩn trong con người của bạn. 9 điểm. 9 điểm. Việt Hương 9 điểm. Con những điểm số cao nhất chương trình đêm nay. Con xuống cân thành công, má sẽ cởi cái đầm này cho con. Con sợ con chịu không nổi. Sao mà khắc nghiệt quá. Mình cũng thấy khá là thất vọng với bản thân, nhưng mà anh cảm nhận cái sự cố gắng của em không có làm tới, em đi qua luôn. Sau 6 tuần, bạn đã giảm được 18,6 kg.
Thưa quý vị, Thục An và Hữu Phước xuất sắc trong vai Pennywise. Tuyệt vời. Phước ơi, em quá tuyệt vời. Em vừa ăn một cái bài quá là chất, nổi hết da gà. Ôi, tới cái bài mới bắt đầu là anh nói da gà đến cái đầu luôn, và anh muốn trốn. Anh đang ở đây là giống đang muốn trốn với mẹ hai đó đó. Trời, thiệt ghê lắm luôn, cái cảm giác nó rất là ghê nhá. Nhưng mà cái này là cái ghê anh thích, ok? Vì trong cái bài tụi em kể một cái câu chuyện bằng động tác, và cái gương mặt của Ân đó quá xuất sắc trong cái yêu. Ờ, đã nhìn đó. Đó. Cực kỳ tinh tế. Yes. Mời chị Việt Hương. Biểu cảm gương mặt em rất là ghê. Từ đầu đến cuối em vẫn giữ được thái độ đó. Đã vậy cuối cùng mặt cái mặt em vẫn còn giữ được cái khí phách. Nếu mà sân khấu Trần Vân mà mở màn và em cứ đứng như hồi nãy thôi là giật bắn cả mình đó. Ghê lắm. Cái sao không? Cái phần mà chị thích nhất á là cái cú mà em đánh bạn Phước, cái cú sau cùng á. Nó kỳ lắm, nó uống một cái rồi nó té xuống một cái. Em cắt bằng Khánh Thành. Đó, té xuống một cái và sau đó là cái tiếng cười của em ấp vô liền á. Tự nhiên cái cuối cùng mới là cái mà tạo cái áp phê sợ. Tôi chấm cái cú cuối cùng của em á. Như vậy là tiết mục lần này là xuất sắc về cả dàn dựng, âm thanh, ánh sáng, động tác, kỹ thuật, cả cái người biểu diễn, biên đạo, hóa trang, make up. Trời ơi, còn cái gì nữa? Cho điểm thôi, John. Còn cái gì nữa? 10! Mời chị Hồng Vân. 9! Chị Việt Hương, 9. Quý vị và các bạn thân mến, tổng kết lại tất cả số điểm mà giám khảo dành cho bạn Thục Ân là 8,7. Bây giờ chúng ta sẽ xem là bạn giảm cân được bao nhiêu. Bạn nặng 75,2kg tuần trước, và tuần này bạn nặng 72,2kg. Bạn xuống được 3kg, tương đương với 4% cơ thể. Tổng điểm bạn là 12,7. Và đây dự rằng sẽ là một trong những số điểm cao nhất đêm nay. Ngày xưa. Xưa quá không kể. Giờ kể ngày nãy ngày nay. Ma vô diện sẽ đến với chúng ta qua câu chuyện của Nhật Thông và Huỳnh Mến. Hãy xem họ biểu diễn như thế nào. Mặc dù là em vẫn còn sự non nớt, nhưng mà người ta không thấy rằng là em run rẩy khi mà em thể hiện điều này, mà vẫn thấy được cái sự tập trung và nỗ lực của em. Nam thí sinh cuối cùng, người giảm cân thấp nhất tuần này. Buông hết tất cả. Nhưng mỗi lần gọi với mẹ thì mẹ cứ động viên đó là con cố gắng lên, tốt hết sức mình đi. Cái động tác của Thống hôm nay có ý nghĩa. Không phải chỉ là bỏ tay ra và bỏ chân ra là mọi thứ em làm. Em có ý nghĩa, nó có cái điểm đến. Chín điểm. Và giám khảo Việt Hương, Điểm 10 đầu tiên. Thank you.
will find you. Thưa quý vị, một cái kết thật bất ngờ. Như vậy có nghĩa là con vô diện này nó hù người ta. Nhưng sau khi nó hù một thời gian, nó vô nó thấy cái bức hình 3-4 cái hình thẻ của bả thì nó mới biết là bả chết trước nó rồi. Cô này là cái hồn ma luôn. Bà Quỳnh mến, bả mới ở đây mà bả lọt ở đây hồi nào. Đúng không, cái đó hay. Em có thể bật mí được không? Em chạy trong vòng 4 lần 8, đi vòng cái cánh gà chui qua đó đến đây. Nhưng mà hồi sáng không may tập ấy, em bị đập vô cây sắt. Cho nên là bây giờ cũng còn choáng váng. Về mặt điện ảnh là hay đó. Thì cái câu chuyện và cái ý tưởng trong cái bài này đúng là hay. Rất là hay, nhưng mà nó có cái cảm giác nó chưa tới lắm. Nói chung là cái hiệu quả về cảm xúc chưa có đã lắm. Đã lắm, chưa đã lắm, tối đúng cao. Rồi. Đối với chị á, chưa có đã hơn chị mong muốn. Nhưng bài này vẫn là một bài dẫn ý tưởng tốt. Cái tiết mục này có tạo cái cảm giác lành lạnh, sợ hay không? Có, đối với tôi. Dạ vâng. Bây giờ điểm số là bao nhiêu ạ? Giám khảo Việt Hương sẽ cho điểm mà mặt bi thảm. Dạ, sợ. 8 điểm. Mời giám khảo Hồng Vân 9 điểm. Giám khảo Trần Huy Trần 8 điểm. Điểm trung bình từ giám khảo là 8,2. Bây giờ sẽ là điểm giảm cân của bạn. Xin mời. Tuần trước bạn nặng 108kg và tuần này là 104,9kg. Bạn xuống được 3,1kg, tương đương với 2,9% cơ thể. Tổng điểm của bạn là 11,1. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ câu chuyện thứ 3 sẽ mang chúng ta về thời Ai Cập cổ đại, với câu chuyện của một nhà khảo cổ đi tìm những xác ướp huyền bí. Và câu chuyện này sẽ được mang đến cho chúng ta qua phần trình diễn của nam thí sinh nhận được số điểm cao nhất của giám khảo trong phần trình diễn đầu tiên. Thưa quý vị, Quang Duy và huấn luyện viên Ngọc Anh. Em như là diễn viên chuyên nghiệp thật sự. Chỉ cần nói wow, đây là cái bài wow đầu tiên trong hôm nay. Quá trời đó. Yeah! Cân nặng ban đầu của Quang Duy là 92kg. Wow, 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 rất là dễ thương. Đối với tôi ngày hôm nay, xứng đào, xứng kép, đẹp, không bị lép so với huấn luyện của mình. Mới ghê. Em suýt phải rơi nước mắt vì cái thử thách đấy nó quá nặng. 3, 2, 1. I'm just so happy. Tất cả mọi người cũng là đang cuốn theo em. Just rất đẹp, hai người như là tuyền với nước, liên tục, thích quá. Quá hay. Bài đầu tiên trong mùa 3 làm anh nổi da gà. 9 điểm. Yeah, tôi cũng phải vậy. Yeah. Tuyệt vời. Tại sao bạn không giảm cân? Tại sao? Em bị nản chí. Bạn ấy cố nhưng mà em nghĩ là cơ thể nó đã không cho phép. Em rất là tin vào Duy là Duy sẽ làm được. Trong đầu của chị em rất là xuất sắc. Sau 6 tuần bạn đã giảm được 17kg. Khó khăn nào thì em vẫn vượt qua được. Tại vì em tin nổi khả năng của em. Ngôi chiến thắng cuối cùng là Quang Duy. Giảm 1, 2, 3.
Xin cảm ơn Quang Duy và Ngọc Anh. Ai Cập cổ đại, ma quái huyền bí, và đặc biệt dành lời khen ngợi cho Ngọc Anh kỹ thuật thượng thừa, thưa quý vị. John thấy bài này thế nào? Rất là đẹp nha. Động tác đẹp, nhiều cái điểm nhấn rất hay. Nhưng mà đến từ Ngọc Anh, dòng cái aerial, cái lộn bánh xe không tay đó, anh muốn thêm điểm nhấn đến từ em nha. Chị Hồng Vân thì sao? Chính xác đó. Hôm nay thì là Ngọc Anh quá đẹp, quá tỏa sáng luôn. Tôi phải không rời mắt khỏi em. Duy hôm nay thì vì em làm những cái kia nó quá hay rồi, thành ra là em phải hơn nữa. Bởi con số 10 vẫn chờ em. Cái gì khều, cái gì hoài vậy em? Cái gì vậy? Xong chưa? Để em nói cái chị nói em nhảy Hồng chị. Thì xong nè, nói đi. Bà không có nhảy Hồng. Mà bất hiểu chứ chừng nào người ta nín thôi. Tại sao ngược lại luôn? Tại sao Ngọc Anh không có đóng cái vai mà cái cô gái cổ vô đi cô khám phá gặp cái xác ướp này? Đó, tôi tính nói cái đó đó. Tại vì thương nó phải chừa lại để cho nó nói, chứ mình nói hết rồi nó nói cái gì. Đó. Rồi bây giờ mà mời tôi nói trước, tôi nói có đầu em la lên thấy không? Em khổ lắm á Thành, chị bị áp lực lắm á. Thiệt á. Nói chung á là cái tiết mục nó hay, chứ không phải là nó không có hay. Mà bị gì cái người biên đạo người ta hay quá. Chị Hương, nên á. Thì hôm nay là vừa xuống cân nè, vừa hợp xứng đào xứng kép, cái câu này phải chuyển qua bên này nè. Rồi hai đứa múa đẹp luôn. Kể như chị không biết nói gì em, chị rất là thích em. Trời ơi, chị không biết có ghi hình được chỗ đó không? Thôi thích là ghi. Thôi đừng nói nữa, cho điểm đi. Đó, để coi coi thích cỡ nào nha. Rồi mời chị Việt Hương, 9 điểm. Chị Hồng Vân thì về đi. Chính thì luôn đi. Oh my god. And what about you John? 8 điểm. Thưa quý vị, như vậy điểm số của giám khảo dành cho bạn Quang Duy qua hai dòng là 9 điểm, rất là cao. Tôi mời bạn hãy nền nã giống chị Việt Hương nghe em nhé. Nền nã thôi, phóng lên cân. Mời em. Tuần trước bạn nặng 71,9 kg, và tuần này bạn nặng 69,9 kg, xuống 2 kg, tương đương với 2,8% cơ thể. Và tổng điểm của bạn là 11,8. Chúc mừng bạn. Như vậy điểm số này đã giúp cho bạn Quang Duy vượt qua bạn Nhất Thống. Hiện nay bạn Nhất Thống đang là điểm thấp nhất 11,1, và cao nhất là bạn Thục Ân 12,7. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta giả từ Ai Cập, chúng ta hãy nghỉ giải lao vài phút, chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình ngay. Xin được chào mừng quý vị đang trở lại với Bước Nhảy Ngàn Cân, Dance Your Fat Off. Và câu chuyện thứ tư là một câu chuyện khá thú vị khi hai nhân vật của chúng tôi hóa thân vào hai cái vai mà nó rất là nhiều kỷ niệm với Trấn Thành trong bộ phim Bệnh Viện Ma. Đó là cái bộ phim mà share duyên cho Asin với Awon đến với nhau. Hãy xem Bình Diện Ma với Ai Hiếu và A Anh. Chỉ còn một chiếc vé cuối cùng để vào vòng trong. John Huy chọn một bạn nam là Minh Hiếu. Cái động tác trong cái bài này nó không có quá phức tạp, nhưng mà lúc em nhảy và em xuống, em rất là nhẹ, em biết kiểm soát cái cơ thể của em. Hiếu là một cái nhân vật khác hẳn với Hiếu ở năm số trước, thì Hiếu cũng không bị gọi là lu mờ. Em ra là em đã tỏa sáng đã rồi. Đây là người đàn ông nặng nhất chương trình, và đây là lần đầu tiên anh ta giảm cân nhiều nhất. Anh rất tự hào về em, vì em là thí sinh anh cứu trong cái tập đầu tiên, và hôm nay anh thấy rõ ràng là anh chọn đúng.
Chị để yên cái này chụp hình đẹp lắm anh chị. Dạ. Em thở giúp ảnh. Dạ. Mình đứng đó mình tạo dáng khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ là chụp xong cái bức ảnh này nha. Ừ rồi xong rồi, cảm ơn em. Trời đất ơi. Em nói thiệt, mỗi lần mà Hiếu nó nhập tâm vô cái gì là nhập tâm tột độ luôn đó. Chị Vân sao chị? Thực sự cái cảm giác cho cái sự ghê trong cái tiết mục này ngày hôm nay á, là một phần là cái âm nhạc, một phần là do cái biểu cảm gương mặt của Hiếu. Còn riêng về những cái động tác về chuyên môn á, thì chắc phải để cho John nhận xét. Cái động tác trong cái bài này ha, cái phần tay, phần chân, và cũng thấy hôm nay cái vai nè, nguyên cái cơ thể, anh rất hài lòng. Chúc mừng em. Chị Việt Hương thấy sao ạ? Hiếu diễn thần thái rất là tốt. Tay, chân, vai không có lòng thầm. Mặt, mũi, biểu cảm, tay, chân, người ngợm chắc nịch từng động tác. Trong lòng chị Quỳnh Minh Hiếu vẫn là cái người mang lại cho chị cái cảm giác giải trí thoải mái. Và thưa quý vị, nếu như chúng ta nhớ lại một Quỳnh Minh Hiếu ngây ngô từ những tuần lễ đầu tiên, với một Quỳnh Minh Hiếu ngày hôm nay, chúng ta thấy rõ ràng Quỳnh Minh Hiếu là một câu trả lời cho cái câu cần cù, bù, khả năng là hoàn toàn đúng. Và bây giờ sẽ là phần điểm giảm cân. Xin mời. Tuần trước Hiếu nặng 125,7kg và tuần này 122,5kg. Bạn xuống được 3,2kg, tương đương với 2,5% cơ thể. Chúng ta sẽ biết tổng điểm vào cuối chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ sẽ là câu chuyện cuối cùng, câu chuyện rùng rợn về một con ma dưới giếng. Hãy cùng gặp gỡ Đinh Lộc và Thanh Huyền. Ở Huyền có một cái nội lực rất là lớn. Bạn là cái người thí sinh mà bị giao rất nhiều những cái động tác khó, nhưng mà hầu như bạn vượt qua. Hồi nãy cái quắc mắt của em đầu tiên là chị chịu ngay. À, cái diễn quan trọng quá trời luôn. Trong từng cái biểu hiện của em á, nó giống như là nó có một ý chí khủng khiếp. Trời ơi, tôi nghẹt thở.
Bây giờ hai em chỉ ai trong ba cái người kia thì nói cho nó rõ. Trời đất ơi, một mũi tên ba con nhạn. Chị Vân, chị thấy sao chị? Thì ở đây đứng về mặt hình ảnh ha, tôi rất là thích cái hình ảnh này. The Ring, nhưng mà The Ring của Việt Nam. Dạ, yeah. The Ring té giếng. À, The Ring té giếng. Dạ. Tôi chỉ thắc mắc hoài. Cuộc đời của chị mà mời em đi chứng thành đi kế bên chị là kể như chị ốm luôn á. Chị chửi hai đứa em không mà chị ốm á. Quá trời, hai con tăng động. Tôi rất là thích bài này, thật sự. Tại vì vậy nè, cái cảm giác này á nó ma mị mà nó lạ lùng lắm. Nó vừa u uất của một cái người con gái, một cái người phụ nữ mà họ chưa có được sống, họ chưa biết cuộc đời là cái gì, họ chết một cách oan ức. Cái hình ảnh này nó Việt Nam dễ sợ lắm mà nó vẫn tạo cái cảm giác rất là ghê. Dạ vâng. Cái mình rất là đồng ý với chị Vân là cái bài này đúng là ghê. Anh hơi tiếc tại vì từ đầu đến giờ là mỗi lần nghe em lên sân khấu anh mong chờ cái bài của em, anh muốn xem cái bài của em, anh muốn em làm tốt. Nhưng mà hôm nay chị Việt Hương thì chị thấy sao? Chị cũng giống như chị Hồng Vân, coi nhiều cái con ma của nước ngoài quá, cho nên tự nhiên tới cái con ma mà ngó dài cái thú vị, hiểu không? Thú vị lắm. Cảm xúc á, thích thú lắm. Vị lắm. Mà chị, em có biết không? Không có gì nó ghê bằng bộ dài trắng, mà nó cũng không có gì đẹp bằng bộ dài trắng hết trơn á. Động tác của Quyền ngày hôm nay là theo chị cảm nhận là tương đối khó. Mỗi giám khảo sẽ chấm theo những cái tiêu chí khác nhau. Bây giờ sẽ là phần giảm cân, bởi vì cái số điểm vẫn sẽ được giữ cho đến cuối chương trình. Mời em. Tuần trước bạn nặng 65,5 kg. Tuần này bạn nặng 63,9 kg. Bạn giảm được 1,6 kg, tương đương với 2,4% cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ tôi sẽ mời bạn Thanh Huyền, bạn Huỳnh Minh Hiếu và người đang có số điểm thấp nhất, đó là bạn Nhất Thống với 11,1, trở lại sân khấu. Thưa quý vị, trên sân khấu là bác sĩ ma, cô gái ma và ma vô diệt. Liệu ba câu chuyện này, câu chuyện nào sẽ phải dừng chân? Người nào sẽ bước tiếp vào vòng trong? Điểm số hoàn toàn phụ thuộc vào bạn giám khảo. Chúng ta sẽ đến với số điểm dành cho Huỳnh Minh Hiếu. Mời giám khảo Việt Hương. 8 điểm. Giám khảo Hồng Vân. 8 điểm. Và giám khảo John Huy Trần. 8 điểm. Điểm trung bình từ giám khảo là 7,8 cộng với 2,5 điểm giảm cân. Điểm tổng của bạn là 10,3. Như vậy Huỳnh Minh Hiếu thấp hơn Nhất Thống. Chúc mừng Nhất Thống an toàn. Thưa quý vị, điểm giảm cân của Thanh Huyền là 2,4. Giám khảo John Huy Trân. Bảy. 1,7. Khá bất lợi. Giám khảo Việt Hương. 8. Giám khảo Hồng Vân. 8. Và điểm trung bình của Thanh Huyền từ giám khảo sau hai vòng thi là 8. Bạn được 10,4, hơn Huỳnh Minh Hiếu đúng 0,1. Chúc mừng Thanh Huyền. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta phải chia tay anh chàng nặng cân nhất của cuộc thi năm nay. Chúng ta hãy cùng xem lại hành trình mà Minh Hiếu đã trải qua cùng với bước nhảy ngàn cân, quý vị nhé. Are you sick of the rain after all you've been through? Well, I know what you're thinking. When you can't take it, you can make it. Sometime soon I know you will see. Cause when you're in your darkest hour and all of the light just fades away, and when you're like a single flower whose colors have turned to shades of gray, well, hang on, baby, it's strong. Đi đến được tập thứ 9 của chương trình
Bản thân em cảm thấy là rất là thành công hơn cả sự tưởng tượng của em. Thông qua chương trình thì em cũng đã lấy lại được cái vóc dáng cũng như là cái cân nặng và cái sự tự tin của mình khi mà đối diện với lại nhiều người hơn. Và em xin cảm ơn chương trình, em xin cảm ơn tất cả người thân của em, và điều đặc biệt nữa là biên đạo của em, đó chính là chị Lưu Trúc Anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ rất là nhớ Hồ Minh Hiếu và chúc cho bạn sẽ tiếp tục giảm cân thật là thành công. Và tôi cũng xin đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Trúc Anh, một cô bé rất là trẻ nhưng mà cô ấy mới vừa gia nhập bước nhảy ngàn cân năm nay, nhưng cô ấy cực kỳ nghị lực và bản lĩnh cũng như là rất là tình cảm để tiếp cận và huấn luyện cho một trong những thí sinh khó huấn luyện nhất với cái cân nặng nặng nhất của cuộc thi năm nay. Cảm ơn Trúc Anh, em là một người bạn rất tuyệt vời, một huấn luyện viên rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ chia tay Hồ Minh Hiếu trong chương trình tuần này, và bốn bạn còn lại sẽ bước tiếp vào cuộc chiến đấu của top 4 ở chương trình tuần sau. Hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ Chủ nhật tuần sau trên VTV3, chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân Dance Your Fat Off do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.